Xin chào mọi người, hôm nay Lily trở lại làm một cái video được rất là nhiều bạn request. Đó là video về vấn đề du học sinh. Có rất là nhiều ba mẹ phản đối cái việc là cho con đi khi nó còn nhỏ hoặc là còn học trong high school. Nhưng mà đối với mình đi học khi mình sang đây lớp 8. Và mình rất là vui khi mình sang đi học sớm như vậy. Và lúc đó mình đi là mình cũng đi một mình đó. Khi mà bạn đi càng sớm á, thì cái độ hòa nhập nó càng dễ. Khi mà lớn hơn tí thì mình suy nghĩ nhiều hơn, rồi mình tự tin nhiều mặt hơn. Cái phần tự tin của mình nó kém đi rất là nhiều. Cho nên là mình khuyên là nếu mà gia đình bạn nào có điều kiện, có thể đi du học càng sớm càng tốt. Mình rất là thích xem phim, nghe nhạc, coi phim hoạt hình. Coi phim hoạt hình là một cái hình thức cực kỳ dễ để mà học tiếng Anh. Bởi vì phim hoạt hình thì nó rất đơn giản, thành ra câu cú của nó rất là ngắn gọn. Phí thì nó cũng tùy thuộc vào cái ngành mà bạn học và trường bạn học với lại thành phố bạn chọn. Ở Việt Nam thì mình không biết là trường cao đẳng và trường đại học nó khác nhau nhiều như thế nào. Nhưng mà ở đây theo mình thấy, cao đẳng thì người ta gọi là college, còn kia là người ta còn đại học thì người ta kêu là university. Nhưng mà thật sự college, university nó cũng ngang tầm nhau. Thậm chí á, nếu mà bạn muốn tiết kiệm tiền á, bạn nên học cao đẳng trước, rồi mình có thể chuyển từ cao đẳng lên university rất là dễ dàng, không có phải qua nhiều cái bước khó khăn. Bởi vì họ đã biết cái lực học của bạn từ trong cái college rồi, thì khi mình chuyển đi nó sẽ rất là dễ và tiết kiệm rất là nhiều tiền. Thậm chí con nít lớn ở đây nó cũng đều đi học cao đẳng rất là nhiều. Bởi vì university ở đây á, thật sự mà nói luôn á, là nó được cái tên thôi. Giống như là bạn học một cái trường danh tiếng á, ra kiếm việc làm người ta nói ồ bạn học cái trường đó thì là nó dễ kiếm việc làm hơn một tí. Nhưng mà ở đây kiếm việc làm á, thì không có khó, miễn bạn là con người thật thà, cần cù là đương nhiên cái công việc nó sẽ đến với mình, bạn đừng có lo cái chuyện đó. Cuối cùng á, là các bạn nên nhớ là đừng có mang nhiều đồ. Bởi vì là mình qua đây một mình, cái gì bạn cũng phải nghĩ là mình làm một mình hết. Nếu bạn mang quá nhiều đồ á, thì nó sẽ rất là mất công. Rồi khi mà bạn vào dorm hoặc là vào đi mướn nhà này nọ thì cũng phải na rất là nhiều đồ, rất là kỳ công. Mà thường 80%, 80% những cái đồ bạn mang qua đây, một là nó không hợp thời trang, hai là cũng không cần đến. Cho nên là các bạn nên cân nhắc thật là kỹ những cái thứ mà mình nên mang đi hay không nên mang đi. Có nhiều bạn thì khuyên là mang nhiều văn phòng phẩm giống như là bút, giấy, thì mình thấy cái đó cũng ok, có thể các bạn làm homework này nọ. Nhưng mà thật sự mà nói, thời đại bây giờ nếu bạn đi học high school hay college ở đây, người ta cũng đều làm everything online, like Google Document, Gmail. Khi mà take note cũng take note trên computer, tablet. Cho nên là thật sự thì mình thấy cũng không cần thiết mấy. Bút viết thì bên này nó có hơi mắc hơn một tí thật, nhưng mà cũng không đáng bao nhiêu. Còn về vấn đề thuốc thang á, thì ai cũng dặn là nên mang theo, bởi vì qua bên này mua thuốc thì không có dễ. Nhưng mà ví dụ như thuốc cảm này nọ thì qua đây mua ở ngoài drugstore vẫn được, bạn không có cần đơn thuốc của bác sĩ. Và chỉ mua Tylenol hoặc là Advil thì đều rất là dễ mua và giá cả cũng ok. Chứ còn mình nghe rất là nhiều cái điều xấu về thuốc và thực phẩm ở Việt Nam, cho nên mình cũng nghĩ là các bạn cũng không cần đâu. Và nếu mà ai bị cận á, thì nhớ là cắt kính chừng 2-3 cái kính, ví dụ lên độ một tí. Bởi vì là khi bạn qua đây thì muốn có kính mới mà đeo khi mà mắt bị lên độ á, nó rất là mắc tiền và cũng rất là lâu nữa. Phỏng vấn mỗi nơi nó mỗi khác, và mỗi cái trường hợp và mỗi cái hồ sơ nó sẽ hỏi những câu khác nhau. Mình không có cái tip gì cho các bạn hết, ngoài một điều duy nhất đó là đừng bao giờ nói dối. Ví dụ như bạn không biết thì bạn cứ nói không biết, hoặc là bạn không hiểu thì bạn nhớ hỏi lại, hỏi người ta là oh what do you mean. Ví dụ bạn không hiểu câu hỏi người ta mà bạn trả lời đại, có thể người ta sẽ đánh rớt bởi vì người ta nghi ngờ. Vậy thôi. Bạn nên xem thử cái hãng máy bay này nó cho bạn đem đi bao nhiêu ký và đóng đúng như vậy thôi. Đừng bao giờ đóng hơn, thậm chí đóng ít hơn một tí nó cũng rất là tốt. Bởi vì nếu mà bạn bị quá ký á, thứ nhất là họ sẽ bắt bạn lấy ra, thứ hai là nếu bạn muốn mang đi á thì phải trả tiền rất là nhiều, thường là $100 đến $200. Thì mà phải suy nghĩ là nó có đáng để mang quá ký như vậy không. Cái boarding pass và cái passport của bạn lúc nào cũng phải khư khư giữ trong người và để ở một cái chỗ mà bạn có thể dễ lấy ra lấy vô để đưa cho những người security, rồi những người mà check cái pass, cái boarding pass của bạn. Và phải giữ cái đó thật là cẩn thận, bởi vì mất một cái là rất là rắc rối luôn. Bạn nên xem trong cái vé nó sẽ có giờ, những cái chuyến bay chuyển tiếp với lại những cái cổng bay á, thì bạn phải đến đó trước và ngồi đợi, chứ đừng có kiểu mà đi lòng vòng rồi xong mà mình trễ chuyến bay. Có một lần á, Lily bị trễ chuyến bay và mình phải đợi rất là lâu. Và ví dụ như lần đầu tiên bạn đi á, thì cái trường hợp nó xảy ra nó sẽ làm bạn rất là lo sợ. Các bạn có điều kiện á, thì nên bay sang sớm hơn cái ngày mà mình đi học á, ít nhất là 1 tuần, để bạn có thể làm quen với thời gian. Tại vì khi mình mới qua mình sẽ bị mất ngủ, gọi là jet lag, không quen với đồ ăn, khí hậu này nọ. Thậm chí á, bạn có thể qua trước nguyên một mùa hè luôn để có thể làm quen với cuộc sống á. Rồi khi mà bạn đã sang chuẩn bị đi học, nếu mà bạn đi du học khi còn trong high school thì lúc nào người ta cũng có một cái school tour, là người ta dắt bạn đi vòng vòng trong trường, chỉ cho bạn hết những cái phòng để làm gì. Còn nếu như mà bạn đi học đại học á, thì lúc nào người ta cũng có một cái tuần gọi là orientation week, nghĩa là cái tuần đó thì dành cho tất cả những học sinh mới đến trường và họ sẽ dắt bạn đi tham quan thành phố, tham quan trường, rồi có rất là nhiều trò chơi, cắm trại để các bạn có thể làm quen với những cái người bạn mà cùng lứa tuổi của mình đi vào học năm đó. Thì bạn đi cái đó sẽ học được rất là nhiều điều, có thể làm quen được với những bạn mới, bởi vì cái ngày hôm đó bạn tới thì ai cũng là mới hết, ai cũng bỡ ngỡ hết, thành ra không có sao. Còn nếu như mà bạn đến trường sau cái tuần orientation week đó, bạn sẽ cảm thấy là ồ, tại sao ai cũng có bạn hết mà mình có vẻ giống như lẻ loi quá. Thì đó, nếu như mà bạn có cơ hội sang sớm được đi cái tuần đó thì rất là tốt. Và cái tuần đó thì thường nó sẽ gửi email cho bạn khi mà bạn đã được đăng ký nhập học rồi đó, thành ra là nhớ lưu ý cái chuyện đó. Và khi mà vào học á, thì thầy cô sẽ cho một cái syllabus, là giống như những cái chương trình mà mình sẽ học trong vòng cái semester đó. Thì các bạn cũng nên nghiên cứu kỹ, bởi vì là họ sẽ viết ra những cái sách mình cần rồi này nọ. Và nói đến sách á, thì sách bên này rất là mắc, nội mà tiền sách không cũng có thể lên tới mấy ngàn. Thành ra các bạn có thể thường á, mình nghĩ trường nào nó cũng có những cái Facebook page để trao đổi thông tin á. Thì là những, ví dụ bạn học ngành nào thì bạn có thể liên lạc với những cái Facebook page đó và xin những anh chị mà học rồi của những năm trước á, mình có thể một là xin sách, hoặc là hai là mua lại sách cũ, còn có thứ ba nữa là mình có thể mướn sách, và khi bạn không cần nữa thì bạn có thể trả lại, hoặc là mình đem bán lại cho những em lớp dưới nó lên. Cái điều tiếp theo mà rất là quan trọng đó là bạn phải nói chuyện thật là nhiều với bạn bè của mình và thầy cô, bởi vì là khi mà tiếng Anh mình không có được tốt á, thì mình càng phải nói nhiều để nó tốt lên từng ngày. Chứ nếu mà bạn cảm thấy ô mình nói không tốt rồi người ta cười, thường á các bạn Tây ở đây người ta cười là bởi vì người ta thấy mình dễ thương thôi, chứ cũng không phải là chọc ghẹo gì đâu. Ví dụ như bạn nghe người Tây nói tiếng Việt bạn cũng thấy dễ thương mà cũng cười, đúng không? Thì cũng y chang như vậy thôi, thành ra là đừng có cảm giác tự ti hoặc là nghĩ là người ta đang chọc mình, bởi vì Tây đây thì cũng có người này người kia, có người thì người ta cũng kỳ thị, nhưng mà đa số trong kinh nghiệm của mình thì tất cả mọi người đây đều rất là nice. Thậm chí mà họ có kỳ thị đi nữa thì cũng mặc kệ, đâu có xa đâu, giống như là đời nó sống, đời mình sống, đâu có việc gì phải quan trọng như vậy. Khi mà bạn nói chuyện với thầy cô giáo nhiều thì rất là tốt, bởi vì họ sẽ biết hoàn cảnh của bạn, họ sẽ chú tâm đến bạn hơn và giúp đỡ bạn nhiều hơn. Ở Việt Nam mình đi học thì mình không muốn thầy cô chú tâm đến mình, nhưng mà ở đây đặc biệt là bạn rất muốn thầy cô chú tâm tới mình, bởi vì là không phải là nền gì đâu, nhưng mà họ có thể hiểu được cái hoàn cảnh là mình mới qua này nọ. Khi mà chấm bài họ sẽ du di hơn. Nói chung họ sẽ giúp cho bạn rất là nhiều để bạn thăng tiến trong cái việc học, chứ đừng có tránh né nói chuyện với thầy cô, vì thầy cô ở đây rất là tốt. Và khi mà họ đã quen biết bạn rồi mà thấy bạn là một người dễ thương và học hành cần cù thì tương lai nếu bạn cần, họ viết cho mình một lá thư recommendation để xin học bổng, xin việc làm hay là bất cứ những cái gì đó thì là họ sẽ đều giúp. Nói về vấn đề học khi mà mới qua thì mình nghĩ là chắc vấn đề nghe và nói cũng khó, thì các bạn đừng có chú trọng quá về cái chuyện đó, bởi vì ai cũng như vậy thôi. Và khi mà học bài, đọc bài khi mà bạn đi học high school thì nó sẽ rất là dễ, bởi vì là đọc sách nó không có nhiều, cho nên là bạn sẽ kiểu như quen từ từ về cái phong cách học và làm việc ở đây. Còn nếu mà bạn qua liền một cái đã đi học đại học thì đại học ở đây người ta rất là tự do, như muốn học thì học, không muốn học thì thôi, miễn cuối năm thi đậu là được. Còn nói chung là họ không có bắt ép mình học, thành ra là mình phải tự túc rất là nhiều. Và nếu như mà bạn lười biếng không học thì fail thôi. Khi mà mình học sách ở trong trường đại học thì sách lúc nào nó cũng cỡ này cơ, mà mỗi ngày mỗi một môn thường người ta bắt đọc cũng ít nhất là 5-7 trang gì đó, thành ra là nó rất là nhiều để mà gọi là tra từ điển từng chữ một mà bạn không biết. Thành ra mình khuyên là các bạn đừng nên làm cái chuyện đó, mà cứ nói chung là cứ đọc sơ qua để bạn hiểu cái nội dung sơ của nó thôi, rồi viết xuống cái nội dung chính, rồi từ từ chữ nó sẽ vô, với bạn đừng có ép cái đầu mình học hết như vậy thì nó sẽ rất là khó cho bản thân. Và trời ơi, mình còn nhớ ngày xưa mới qua mà còn xài cái kim từ điển bấm á, chả buồn, bởi bây giờ cái gì cũng Google rất là sướng. Cho nên là các bạn yên tâm cái chuyện đó, từ từ mình sẽ improve, miễn là bạn siêng đọc sách lên thì nó sẽ tự nhiên, nó sẽ vô đầu và tự nhiên nó sẽ có make sense trong cái đầu của mình á. Và nói về bài tập đồ ở đây á, thậm chí là học ở high school cũng người ta cũng dùng máy tính rất là nhiều và gửi bài tập đi cũng gửi online, và thậm chí có rất nhiều thầy cô không có nhận bài viết bằng tay luôn, họ chỉ muốn là bạn phải viết ra, in ra hoặc là gửi đến cho họ. Thành ra là bạn phải lưu ý, tại vì có nhiều thầy cô rất là khó chịu á, nếu mà bạn viết tay á, rồi nộp bài hả, người ta trừ thẳng 20% của cái bài của bạn luôn. Thành ra là có thể là cái bài đó nó sẽ fail, thành ra bạn phải rất là cẩn thận trong cái việc đó và lắng nghe trong lớp những cái yêu cầu của thầy cô. Và một khi mà bạn không hiểu một cái gì đó là đương nhiên phải hỏi câu hỏi. Ở Việt Nam mình thấy hỏi câu hỏi nhiều là sẽ bị chửi, còn ở đây thì không phải như vậy, cho nên mình phải tận dụng, có gì mình không hiểu là mình cứ hỏi. Càng hỏi nhiều cái điểm mà mình không biết tiếng Việt là sao, participations in class, cái đó là cũng một cái phần điểm trong nguyên cái học bạ của bạn. Cho nên là bạn giơ tay nhiều, hỏi nhiều câu hỏi trong lớp thì thầy cô sẽ cho bạn cái điểm đó cao hơn. Còn nếu bạn ít nói thì cái điểm đó bạn sẽ thấp xuống. Thành ra là có gì không hiểu cứ hỏi rồi. Hoặc là ví dụ như bạn bè của bạn nó làm bài tập nhóm chung mà nó nói gì bạn không hiểu, bạn phải hỏi lại, chứ không bị kiểu giống như là chụp chặt rồi người ta sẽ giận tại vì là ví dụ như một cái điều bạn không hiểu và bạn làm cho cả nhóm bị điểm thấp thì tụi nó sẽ rất là bực. Và một cái điều nữa đó là khi mà các bạn du học sinh qua đây thì lúc nào cũng phải đóng một cái khoản tiền rất là lớn, nhưng mà cái số tiền đó là trường họ sẽ dùng cho làm gym, làm phòng thư viện, làm phòng máy tính này nọ, cho nên là bạn phải tận dụng, bởi vì mình đã đóng tiền rồi, thành ra tại sao mình không xài đi gym nè, đi thư viện nè, mà bạn có thể xài máy tính của trường nè, internet của trường nè, làm bài xong in ra cũng in trong máy in của trường luôn. Như vậy là mình sẽ không có phí phạm những cái đồng tiền mà mình đã đóng vào. Để mà hòa nhập tốt hơn thì các bạn nên join những cái club của trường, có rất là nhiều. Mình tin rằng tất cả những cái trường đại học ở đây đều có rất là nhiều những cái club đó, giống như là drama club, dance club, rồi nó có rất là nhiều cho bạn lựa chọn. Và nhờ như vậy thì bạn có thể kiếm được nhiều bạn á. Thậm chí là họ còn có cả một cái hội gọi là hội du học sinh. Và nếu như mà bạn cần thêm một cái platform để gọi là có cái gì đó để nói với các bạn Tây á, thì TV show là một cái rất là lớn, là giống như những cái truyền hình của Mỹ, giống như phim Game of Thrones, Walking Dead, Gossip Girl. Mình sẽ để những cái show mà mình rất là thích và rất là thịnh ở đây, ở dưới description box cho các bạn tham khảo. Bởi vì khi bạn coi qua rồi thì bạn sẽ học được rất là nhiều về cái phong tục sống ở đây và bạn sẽ có nhiều chuyện để kể cho, kể mà là giống như nói chuyện với các bạn thì mình cũng có thứ để mình nói. Một cái điều nữa mà mình nghĩ các bạn nên lưu ý đó là mình nên tránh chơi với bạn Việt Nam không, nên là có bạn Việt Nam thì cũng rất là tốt, mình kiểu như là đồng cảnh rồi xa quê này nọ, nhưng mà tránh là chơi với các bạn Việt Nam luôn luôn, bởi vì là như vậy bạn sẽ không bao giờ nói tiếng Anh, lúc nào cũng nói tiếng Việt, thì như vậy mình sẽ không có thể nào tiến bộ bên cái phần tiếng Anh. Nói về công việc làm thì nếu mà bạn đang đi học ở college thì có rất là nhiều việc làm. Ví dụ như là nếu bạn nói chuyện với thầy cô nhiều thì mình có thể hỏi họ là có cần assistant mình phụ họ, giống như đi lấy cà phê, đi in bài, đi chấm bài này nọ. Những cái việc đó rất là nhỏ nhặt nhưng mà thầy cô nhiều khi bận quá họ cũng cần sự giúp đỡ. Có thể là bạn sẽ làm free, có thể là sẽ được trả tiền, nhưng mà dù gì thì nó cũng đều rất là tốt cho cái hồ sơ tương lai của bạn khi mà bạn đi xin việc làm này nọ. Và trong trường thì lúc nào nó cũng có rất là nhiều công việc để làm. Nếu mà bạn thật sự là tìm hiểu á, bạn có thể giống như trong thư viện họ cần người xếp sách lại với nhau để nó cùng cái bảng chữ cái, rồi dọn phòng riêng. Là nếu mà bạn nào khéo tay có thể làm những cái tô tranh, tô vẽ, bạn có thể bán trên Etsy. Rồi bạn có thể giữ em bé, ví dụ như thầy cô mình có con á, họ cần đi chơi hoặc là đi công việc gì đó, giữ babysitting á, rất là good, bởi vì nếu mà bạn thích con nít thì công việc đó sẽ rất là vui và lương cũng rất là ok. Lương thì bạn có thể thỏa thuận với cái người ba mẹ, nhưng mà thường họ trả rất là ok. Không nữa thì bạn có thể dắt chó của người ta đi chơi. Nói chung cái này nó có nhiều công việc linh tinh lắm, nhưng mà kiếm tiền cũng rất là ok. Mà những cái việc đó thì bạn không cần cái social number, tại vì đó là giống như những cái công việc lặt vặt thôi, thì nó không có cần bạn phải đóng thuế. Vì theo các bạn biết là du học sinh thì không có được quyền đi làm. Nếu như bạn nào có điều kiện và có thể chạy tiền cho luật sư, họ sẽ chạy cho bạn cái số social number của chính bạn, chứ không phải là mượn qua hết nha. Thì cái đó bạn có thể đi làm rất là dễ dàng, đi làm như McDonald's rồi những cái chỗ mà Starbucks này nọ, thì bạn có thể học được rất là nhiều kinh nghiệm trong cách làm việc. Nhưng nếu bạn không có thì bạn có thể làm những công việc này thay vì là đi bưng phở hoặc đi làm nail, thì những cái đó cũng ok, nhưng đương nhiên là bạn phải làm chui. Và làm chui thứ nhất là không an toàn, thứ hai là các bạn sẽ bị đầy dữ lắm đó. Thật sự nói ra thấy rất là buồn cho mà người Việt mình kiểu giống như là cứ đầy đọa mấy đứa nhỏ, mình thấy cũng thiệt là tội. Nhưng mà nếu bạn may mắn bạn gặp được những người tốt thì họ sẽ giúp. Khi bạn qua đây bạn nên lập một cái thẻ gọi là debit card, là thẻ tín dụng, để bạn có thể bỏ tiền vào đó, hoặc là ba mẹ có thể gửi tiền cho nó dễ, chứ không phải kiểu chuyển tiền rồi phải những cái dịch vụ hoặc là cầm tiền theo, như vậy thì không có tốt. Khi bạn cần những cái thứ linh tinh giống như là microwave rồi đồ máy ủi đồ rồi cái máy nướng bánh mì, nói chung những cái thứ linh tinh đó bạn có thể đi thrift store để mua, bởi vì là hoặc là máy sấy, máy uốn tóc này nọ thì mua trong thrift store nó rất là rẻ. Mà ở đây á, người ta dùng những cái đồ đó mới toanh luôn, hoặc là thậm chí áo quần ở trong đó cũng vậy. Như ở Việt Nam ai mà hay đi mua đồ sida thì sẽ rất là thích vô những cái chỗ đó. Và nếu như mà bạn muốn đi chơi mà vẫn muốn tiết kiệm á, thì bạn có thể đi xem phim vào tối thứ ba, hoặc là đi ăn KFC or something. Thường nó có những cái deal á, hoặc là chicken wings on Sunday. Mình không, thì bạn có thể Google ở những cái chỗ bạn ở thì mỗi nơi nó sẽ khác nhau. Nhưng mà lúc nào nó có những cái deal sale đó cho student á, cho nên lúc nào bạn cũng phải nên đem theo cái thẻ student của mình để được discount ở rất là nhiều nơi. Thậm chí là nếu bạn mua tablet này nọ, mình có cái thẻ student nó họ giảm cho mình 10%, thì cũng rất là nhiều so với một cái số tiền lớn. Mình hy vọng là cái video này cũng đủ để cho các bạn biết sơ qua những cái điều mà cần biết đến trước khi đi du học. Nếu bạn nào có câu hỏi gì khác nữa thì có thể comment ở dưới và mình sẽ cố gắng trả lời cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay. Nếu bạn nào thích thì nhớ cho mình một cái thumbs up và đừng quên subscribe cho channel của mình để không lỡ những video gần tới. Lily cũng có một cái vlog channel, nếu bạn nào muốn xem cuộc sống thực thụ ở nước ngoài như thế nào thì các bạn có thể xem vlog channel của mình và nhớ subscribe. Thank you for watching and I'll see you guys to the next video. Bye! Xin chào các bạn, hôm nay Lily trở lại làm một cái video được rất là nhiều bạn request, đó là video về tóc blonde và hair care routine này nọ.